Hôm nay thì gặp thầy là, là, là người truyền thụ cảm hứng cho các startup rồi thế nên là muốn trao đổi với thầy một số chủ đề nhỏ thôi là có một bạn startup hỏi như này chào xác cháu mới có ý tưởng kinh doanh cháu gặp nói chuyện riêng với chú được không vì cháu sợ nói ra người khác ăn cắp ý tưởng quan điểm của tôi là thế này này đứng về mặt ý tưởng hiện nay trong kinh tế phải ấy vâng. thì người ta phẳng bảy cái vâng trong đó có một cái phần về sở hữu trí tuệ vâng. mà ý tưởng là một sở hữu thành thử là bạn ấy lo là đúng thì ừ. đấy là cái thứ nhất ừ. bình luận thứ hai là cái lo ấy nó chỉ đúng trong một trường hợp thôi vâng. là ý tưởng thực sự là ý tưởng ý tưởng là ý tưởng nếu ý tưởng được hiểu là một ý định của vâng. anh để ý định của bạn trẻ này sống vâng. cộng với cộng nha. Ừ. cộng với thị trường chấp nhận ừ. thì quan trọng nhất của một ý định mà thị trường nó chấp nhận thì nó mới thành khái niệm ý tưởng ừ. của bạn ấy nó mới là một ý định thôi ừ. nó phải kèm theo một tài liệu ừ. là tổng cầu thị trường đang khao khát bằng minh chứng là đúng là cái tôi cần đúng. và chỉ lo nếu có minh chứng kèm theo vì cái đó không phải là ý tưởng đâu mà lo ừ. đấy là ý định ngông cuồng thôi ừ. Với lại tôi thì tôi còn bổ sung thêm ý này Tức là khi anh đã có ý tưởng kinh doanh Thì anh sẽ biết Anh cần phải giữ cái gì là khâu chỗ, cốt lõi Cho nên cái bí quyết nào là bí quyết trong ý tưởng của anh Thì anh có thể giữ lại Còn những cái phần chủ yếu chính anh có thể đưa ra được cơ mà có khi mình đưa lên thằng khác nó ném đá mình mới mình mới biết được cái của mình có đúng hay không đúng không nhiều khi phải lần đi lại lại vấn đề chứ nếu mà anh không dám nói ra thì nhiều khi anh không biết cái 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 tốt đẹp của mình đâu mà kể kể cả cái xấu của mình anh không biết được